Về quê chịu tang cha, trên đường về lại nhà, người đàn ông được phát hiện tử vong bất thường trên xe khách. Sáng ngày 9 tháng 7, ông Bùi Mạnh Hải, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Buôn Triết, huyện Clark, tỉnh Đắk Lắk xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra sự việc hy hữu khi một hành khách đi xe khách bất ngờ tử vong trên xe. Nạn nhân được xác định là người đàn ông tên M, sinh năm 1980, ngụ thôn Đoàn Kết 1, xã Buôn Triết. Sau khi vụ việc xảy ra, hiện cơ quan chức năng đang tiến hành khám nghiệm tử thi, khám nghiệm hiện trường để điều tra làm rõ nguyên nhân. Theo Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Buôn Triết, khoảng 6 giờ 30 phút sáng cùng ngày, ông M đi xe khách của nhà xe DJ từ Thái Bình vào huyện Clark. Khi đến gần nhà, nhân viên gọi ông M xuống xe thì phát hiện người này đã tử vong. Bản thân ông M là người khỏe mạnh, không có tiền sử bệnh nền hay đau ốm trước đó. Ông làm nghề bán bún ở địa phương. Bố của ông M mất do đột quỵ vào ngày 30 tháng 6. Ông cùng người thân về quê chịu tang bố. Xong việc quay lại địa phương bằng xe khách thì xảy ra sự việc đau lòng. Ông Bùi Mạnh Hải cho biết, vụ việc được đăng tải đã khiến cộng đồng mạng không khỏi xót xa, để lại nhiều bình luận. Cái này khả năng là bị trùng tang rồi, ghê quá mọi người ơi. Chắc do đau lòng quá nên đột tử trên xe luôn rồi. Tội nghiệp ghê, chưa kịp nhìn thấy cha lần cuối, bây giờ chắc hai người gặp nhau ở bên kia rồi. Bởi đi làm xa nhà, sợ nhất gặp phải mấy cảnh như này, thấy mà đau lòng quá. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Đừng quên đăng ký kênh Tin 3 Phút để cập nhật tin tức nóng hổi mỗi ngày.